Xin chào mọi người và nhất là các nàng tuổi canh thân sinh năm 1980. Với cái còn là mình anh có thể nói là những người tuổi thân mang khá nhiều cái mệnh mà gọi là thông minh. Như đã nói ở những cái tuổi mậu thân thì con khỉ khá là thông minh, nó gần với con người nhất, cho nên là nói là canh thân là những cái người mà thông minh lanh lợi. Tuy nhiên là mà có một cái tuổi mạng thì nó không được tốt đẹp cho lắm. Đây là video anh làm về tử vi vận hạn của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các em. Phải nói rằng là các nàng tuổi canh thân á, thì với cái canh cũng là kim, thân cũng là kim, người là nạp thiên can và địa chi cũng là kim, nhưng mà mạng lại là mạng mộc, cho nên là có thể nói là tuổi mạng nó bị tương khắc, đa phần là có nhiều trắc trở từ danh lộc cũng như gia đạo, cuộc đời phải chịu nhiều thăng trầm biến đổi. Ưu điểm của cái người canh thân á, là cái sự thông minh lanh lợi và khá là hoạt bát ở trong cái cuộc sống. Tuy nhiên á, là với cái ý chí vững mạnh cũng như là gọi là giỏi cái tài xoay sở lắm, ứng biến kịp thời với cái hoàn cảnh khó khăn. Người các em thì hay nói là từ canh, chữ canh của thiên can là canh cô mộ quả, nhưng tuy nhiên là còn phải tùy thuộc vào cái ngày tháng năm sinh, chứ không phải là người nào của tuổi canh thân cũng gọi là cái gì, bị rắc rối về tình cảm mà sống cô đơn cả đời. Mà cũng không phải là những người nào là canh thân là cứ phải thông minh giỏi giang, làm việc thành công hoặc là gặp nhiều khó khăn. Nó vận vào cái tuổi, cái tháng sinh, cái ngày sinh, cái giờ sinh, và quan trọng hơn nữa đó là cái sắc tướng của mình. Có nhiều người có ngày sinh tháng sinh rất là đẹp, nhưng mà họ nói trời ơi tại sao em vẫn cứ khổ, anh coi cho em về ngày tháng năm sinh em nói ra rất là tốt nhưng mà rất là khổ. Nói tại vì là phá tướng, tướng mình có những cái nó xấu, nó không được tốt đẹp. Ví dụ như phụ nữ mà mình gò má cao quá thì gặp mà mai chữ canh này nữa thì chắc chắn là sẽ khắc chết chồng ạ. Hoặc là có những cái điều nó không tốt đẹp về tình duyên. Nhưng là nói thật sự mà nói thì đối với người mà tuổi canh thân á, thì nữ mạng sinh vào cái mùa đông, mùa xuân và mùa hạ thì tương đối là nhàn hạ, còn lại còn phải nói là còn có thể nói là giàu sang về nhờ, sang về nhà chồng. Tuy nhiên đó là mà sinh vào mùa đông và mùa thu á, thì gọi là lạnh lẽo, mà không có nhiều thức ăn thì gọi là không được tốt số, khá là cô đơn. Thậm chí là có người mà ở trong cái tuổi này là đến giờ này là vẫn còn cô độc nếu mà sinh vào những cái tháng đó. Thì như đã nói, bản tính của cái người canh thân thì cũng là một cái người hiền hòa, nhưng mà là rất là giàu cái trí tưởng tượng và đa sầu đa cảm, có suy nghĩ đôi khi là khác thường. Những người canh thân thì là những người rất là yêu cái văn hóa nghệ thuật, thậm chí là khá là người coi như là bản thân họ khá là người kịch nghệ, có thể đóng vai này vai kia, hoặc là họ tự bản thân họ có thể là biến tấu được cái người của mình. Đặc biệt là ít khi bằng lòng với cái hiện tại, công danh sự nghiệp dễ đổi thay, nếp sống thì nói người thì vui vẻ ở bên ngoài nhưng mà thực chất là bên trong là cứ có một cái gì đó sầu nặng, luôn luôn cảm thấy là mình cứ thiếu thốn tình cảm, cứ cảm thấy là mình cô độc. Đó là người vẫn cái người chữ canh. Thường đó là người chữ canh đó, có một cái khó là như vậy, người chữ canh đó rất khó nhờ giả những người trong gia đạo gia đình mà lại sống lại nhờ được ở người ở bên ngoài, không? Có thể là mình ở gia đạo gia đình chả có ai giúp đỡ mình đâu, nhưng mà ra đời thì mình rất là được lòng người khác và rất dễ được người khác giúp đỡ. Đa phần đó là cái người mà canh thân á, thì ỷ mình thông minh nên vào đời với cái nhìn mọi điều mọi việc ở trong tầm tay của mình ha, hơi biến hóa là dễ dàng, nên thường là đặt cái tham vọng khá cao.
À, các em là người thông minh nhưng mà đặt cái tham vọng của mình quá cao, đến khi mà va chạm thực tế đó, thì không được như ý, thất vọng, bị tổn thương. Có người không chịu được thường đó là tìm về cái nơi tôn giáo, hoặc là tìm mấy người mà đạo Phật thì thường hay người căn thân này hay hay đa phần hay đòi đi tu ha. À, nếu các em mà các nàng là biết biết rút kinh nghiệm thì tránh được va vấp, thì trung niên sau cái những cái năm biến cố vừa rồi thì cơ ngơi vững vàng. À, tùy theo cái tâm người mà thông minh á, thì tâm thiện thì nó khác, mà người mà thông minh như cái người canh thân này á mà sử dụng tâm ác thì thôi không ai ác bằng đâu ha. Người ta gọi là người đã thân, người canh thân là vốn dĩ lo cho bản thân mình nhiều rồi. À, nếu mà sống mà cái kiểu mà không có coi thiên hạ ra gì nữa thì mọi người canh thân này họ tàn nhẫn lắm ha, nữ là tàn nhẫn lắm. À, cuộc đời của các nàng á thì được tươi đẹp, nó thật sự là nói là các thời gian đầu của cuộc sống gọi là trung tiền vận thì tương đối là tươi đẹp. À, thường làm ăn đôi khi là phát đạt nhưng mà không có bệnh. À, trung vận thì gặp nhiều sóng gió, tức là từ bắt đầu sự năm 30 trở lên thì gặp rất là nhiều sóng gió ở trong cuộc sống, nhất là mặt tình duyên. Gia đình thường là không trọn, số phải khổ vì chồng con. À, chữ canh thân. À, vì vậy đi vào cái hậu vận á, thì hy vọng là các em rút được kinh nghiệm thì các nàng mới biết được là mình phải cần cái gì và sống cái gì ha, thì mới nhận được cái niềm vui mà hiện tại. Cũng có người á, là thiệt sự mà nó chán nản cái sự chồng con, à, bê tha người canh thân này ha, vốn dĩ mà lại thông minh mà thôi, cho nên là đi vào chùa, à, tu tâm dưỡng tính này ha, chuyển hướng về tôn giáo thì cái mình mới 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 khỏe mạnh. À, mình mới ok. Đó là thiên tính của cái người canh thân. Bản thân người canh thân thì như đã nói, nội tại đã có cái sự rắc rối rồi, nội tại có sự đối nghịch nhau rồi, cho nên là nói thật là người canh thân khó tin ai. À, bóp tiền từ bên trái bỏ qua bên phải thôi, cùng là mình bóp đó, nhưng mà phải kiểm tra lại coi nó chắc ăn hay không ha. Người canh thân thì không tin người nào cả. À, canh gì thì còn tin. À, nhưng canh thân thì người ta nói mà, do là cái chữ canh nó không được được gia đình, mà lại không được nhờ vả gia đình, mà lại được nhờ vả bên ngoài. Nhưng mà người ta nói rằng là người canh thân nói rằng là gia đình họ còn đối xử với mình không tốt, thì ở ngoài ai tốt với mình bây giờ. À, tuy nhiên khi mà người canh thân mà tin được ai rồi thì nói thì có bao nhiêu họ đưa hết bao nhiêu, thậm chí là ruột gan có làm sao họ đưa ra hết. Đó là cái đặc điểm của người canh thân. À, dựa vào những cái thiên tính đó cũng như vận hạn của cả đời của người canh thân như vậy thì ứng vào cái năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra sao. Thì như người canh thân thì cũng đã biết là các em là mạng thập lụ mộc, tức là cây thập lụ, cái cây đã cứng cáp ha. À, mạng mộc mà gặp năm mộc là tương hợp. À, tốt, chủ về một năm có ít sự thay đổi về cái sức khỏe, không có nặng nề, bệnh hoạn thì cũng có nhẹ nhàng vượt qua. Khi mà mạng được tương trợ thì các phúc tinh và tài tinh sẽ dễ được hưởng lợi của năm. À, sao chủ của các nàng á, thì là có sáu thái âm chiếu mạng. Người ta nói cái sao thái âm chiếu mạng là may mắn, danh lộc tốt. À, như vậy á, là cái sao thái âm này á, người ta gọi là cái sao còn gọi là nguyệt cung hoàng hậu thái âm. À, sẽ đem đến may mắn cho công việc làm ăn. À, sao thái âm á, thì thuộc hành kim. À, mà hành kim thì đối với cái mạng mộc á, của mạng các em á, thì nó có phần không có được phát huy hết cái tác dụng. À, coi chừng là chính vì cái sao thái âm này mà xảy ra cái việc bất trắc về sức khỏe. Sao này thường đem lại cho cái nữ mà canh thân cái vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài. À, làm ăn thì ngon lành, nhưng mà về mặt sức khỏe thì cần chú ý ha. Hạn thì là hạn tam kheo, cái này gọi là tiểu hạn, tức là hạn rất là nhẹ nhất của cái hạn của năm. À, người ta chỉ hạn tam kheo thì phòng xây sát tay chân. À, cẩn thận lúc lái xe hay là dùng cái vật mà sắc nhọn. À, vận niên là long ngộ vân. À, rồng gặp may.
là hình tượng con rồng được bay lượn ở trong mây làm mưa cho thiên hạ. Năm nay có thể nói là cái năm mà thuận lợi về cái vận niên, làm ăn thì rất dễ sinh cái kết quả tốt đẹp, xuất hành đi xa cũng có lợi. Có nhiều nếu mà có gặp bị người xấu gây khó dễ thì chắc chắn sẽ có quý nhân đến giúp đỡ, mà công việc công thành doanh toại, gặp nhiều cái việc tốt đẹp ở trong công việc làm ăn. Tuy nhiên là cần cẩn thận cái việc tình cảm bị rắc rối ha, người chữ canh hay rắc rối tình cảm lắm. Rồi tiếp đến đó là thiên can. Thiên can thì chữ canh với chữ kỷ là cùng hàng. Chữ canh thuộc kim, kỷ thuộc thổ, cho nên là thổ sinh kim, là có lợi về nạp âm ngũ hành. Tuy nhiên đó là bình hòa về mặt tử vi, chủ về một năm làm ăn bình thường, tiền bạc có thể sinh ra nhưng không nhiều lắm, không to lớn. Thân hợi thì cũng dần thân tỵ hợi. Thân hợi là người ta gọi là lục hại của địa chi, chủ về các cái mối quan hệ ở trong gia đạo không tốt đẹp, vốn dĩ đã không tốt đẹp rồi, tuy nhiên là gặp năm lục hại thì coi chừng việc gia đình chồng con không được suôn sẻ, đem đến nhiều điều buồn phiền cho các em. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm kỷ hợi thì cái can kỷ nó thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ sẽ vượng. Đối với người mạng mộc gặp năm thổ vượng thì có phần không có lợi ích. Rất may thì gặp là sao hạn nè, vận niên đều rất tốt, cho nên là các nàng sẽ gặp nhiều điều may mắn ở trong công việc. Có người giúp đỡ trong công việc, làm ăn tài lộc dồi dào. Tuy nhiên là với cái phần mà thổ vượng đó, cái năm mà năm thổ vượng, đặc biệt là hai cái tháng mà tháng tháng 5 và tháng 6, hai tháng cực thổ thổ vượng nhất của năm kỷ hợi á, thì nó có phần không có tốt đẹp lắm đối với tuổi của các em về mặt sức khỏe. Có thể nói là đây là năm khá tốt đối với các nàng xét về mặt tử vi. Ngon ha, xét về bên ngoài là rõ ràng tốt đẹp. Bây giờ cậu xét sâu về cái phần sự nghiệp và công danh nó sẽ như thế nào. Xét về tứ trụ thì với thiên thắng thì công việc làm ăn mưu sự thành công, dễ gặp chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên địa là địa hao, thì gia đình sức khỏe có chuyện bất an, có thể phải hao tài tốn của cho người thân. Đó là cái địa hao. Còn xét về mặt tử vi thì tiểu vận của năm kỷ hợi 2019 đối với người canh thân nữ mạng là đi vào sinh địa, có lợi về danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn và hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Cung tiểu vận, tọa cung tiểu vận thì có thiếu âm, hồng loan, tọa thủ. Đây là hai phúc tinh khá tốt cho công việc làm ăn và cả về tình cảm gia đình, xét về cái phúc tinh và tài tinh bên trong. Tuy nhiên là bị ông Tuần và ông Triệt, ông ở phía sau. Như đã nói là cái Tuần Triệt mà đi ở trong cái bất cứ cung nào, bất cứ mệnh nào thì mấy ổng có nhiệm vụ là mấy ổng chế hóa tất cả các sao đứng trước mấy ổng ha. Hai ông này mà ông đi đâu là ổng cứ ông nào vô ông cũng cắt đầu hết, dù xấu dù tốt. Cho nên là làm giảm đi cái phần tốt đẹp của cái thiếu âm và hồng loan. Thiếu âm là tốt về công việc, hồng loan thì tốt về gia đình. Nhưng các em thì cũng không có gặp nhiều khó khăn ở trong cái công việc, vì là các em như đã nói là giỏi tài giao tiếp, xoay sở rất là tốt, được thậm chí là được quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt là tọa cung tiểu vận còn có bệnh phù đồng cung. Bệnh phù mà nhập đồng cung tiểu vận thì rất là dễ bị bệnh. Tuy nhiên là cũng bị ông Tuần ông Triệt ổng cắt luôn, cho nên là cũng là cơ may, dù có bệnh nạn thì cũng dễ dàng bình phục và sức khỏe thì cũng mau chóng trở lại bình thường, không gây trở ngại trong công việc làm ăn.
cung Lưu Chiếu á, thì có Lưu Ni Vân Tinh. À, cái Lưu Ni Vân Tinh này á, là tượng trưng cho quý nhân à, đến giúp đỡ, có lợi về mặt cái giấy tờ, có lợi về cái mặt, nếu mà có giấy tờ, có trục trặc gì đó thì sẽ có quý nhân giúp đỡ mà vượt qua cái khó khăn ha. À, cung mệnh còn có, người ta còn nói Câu Dảo và Thái Âm, thì tình cảm có nhiều điều không được có vui vẻ, dễ sinh bất hòa xung đột, nhất là những người mà lớn tuổi hơn. Danh lộc thì tương đối thuận lợi với Thái Âm, nhưng bị Câu Dảo cản trở phía trước, cho nên là có đề phòng mất của ha. Rồi, ở hạn thì có Tử Tức nè, tướng quân à, thì đồng cung, thì người ta nói mà Tử Tức mà đi trước tướng quân á, thì không khác nào là mình thêm người, thêm cái sức lực ở trong công việc, làm ăn gặp quá nhiều thuận lợi về công danh tài lộc. Nhưng mà cũng nên cẩn thận ha, vì dù sao cung mệnh ở trên vẫn có Câu Dảo, đừng có mà tận hưởng hết những cái gì mà mình có được, phải biết chia đều à, cho những cái người mà cùng với mình, cùng chiến tuyến với mình ha. Đặc biệt đó là nếu mà Tử Tức và tướng quân này, đồng cung này nè, mà các em mà làm ở trong môi trường quan vận, công an, nói chung là môi trường nhà nước, thì rất là được, dễ được thăng cấp à, đừng có vì vậy mà chèn ép những người ở dưới cơ mình, sẽ gây ra thù hoạn mà để mà không có lợi cho cái việc về sau. Tuy nhiên đó là rất là tốt ở cho những người mà làm về làm ăn. Còn nếu mà đang ở trong cái môi trường kinh doanh làm ăn, thì có thể nói thiệt là có dễ, rất là dễ sinh tài lộc à, nhưng mà là đừng có tránh. Năm nay là nói chung là tài lộc tương đối vì những cái phúc tinh này. Còn về cái cung tài bạch á, thì rất là tốt với hóa lộc, lộc tồn, đồng chiếu, tiền bạc thì có thể nói dồi dào, lợi nhuận ok. Tuy nhiên á, là bên cạnh đó cũng có phá quân và tham lam đi với thiên mã, thì khó tránh được những cái việc mà tiêu hao, nhất là những cái việc mà ở xa, đi xa à, rất là dễ tiêu hao, cho nên là đừng có tham vọng quá lớn với cái những cái chuyến mua bán mà ở xa quá ha, thì nó sẽ không tốt đẹp đối với vận hạn và tiền bạc. Như vậy là mình xét xong cái phần công danh và sự nghiệp, bây giờ mình xét coi tình cảm và gia đạo nó sẽ ra sao. Với cái địa xung là bị lục hại, thì năm nay cuộc sống gia đình tương đối là khó tránh khỏi nhiều chuyện bất hòa ở trong gia đình tình cảm. Nếu mà các nàng mà đã có gia đình á, thì người canh thân của các nàng á, nếu đã không có gia đình thôi, chứ có gia đình thì rất là chăm lo cho gia đình, và gọi là rất là biết dụng cái đầu để giữ chồng, cho nên là tương đối được chồng cưng ha. Đừng có vì thế mà tỏ cái thái độ lớn ác ở trong cái năm mà mình bị lục hại về địa chi, rất dễ sinh rì rà à. Với đặc biệt á, là với ngũ quỷ đáo nhập cung mệnh, gia đình thì do là cái năm xung nữa, cho nên là dễ sinh chuyện rối ren, nên cẩn trọng trong việc quan hệ ở bên ngoài à, đừng để xảy ra tình trạng nghi kỵ vợ chồng à, năm nay mà với cái nó như vậy thì không tốt. Năm nay á, thì các nàng á, thì tuy là đã có gia đình á, nhưng người canh thân của các nàng á, là vẫn vui vẻ, vẫn hoạt bát à, mang nói thì các nàng nó mang chữ canh, chứ đa phần á, là các nàng này canh thân nhé, lại là những người rất là nhiều người để ý, nhưng mà mình cảm thấy mình không chọn được, tại vì nó thật sự luôn đó, là người canh thân chọn gì cái đầu à, phải thông minh hơn mình thì mới chịu, nhưng mà khó lắm. Đừng có gia đình rồi đừng có đứng núi này trông núi nọ mà xảy ra cái tình trạng không tốt đẹp ha. Thông minh quá nó cũng có hại à, đừng có cái thông minh quá cái nghĩ là thiên hạ không ai thông minh hơn mình, mà làm những cái điều mà không tốt sẽ xảy ra cái chuyện không tốt đẹp ở trong gia đạo à. Rồi, đối với cái các nàng mà độc thân á, thì năm nay hồng đào à, vận
hàm thì khá mạnh, quan hệ tình cảm thì rất dễ phát sinh, đặc biệt là với cái cung mệnh rồi sao tốt, vận niên tốt, hạn tốt thì rất là dễ có cái mối quan hệ xảy ra. Là sớm có được cái người mà yêu thương mình. Rồi, đó là về mặt tình cảm và gia đạo. Còn bây giờ về mặt sức khỏe thì rõ ràng là can chi của năm thì bình hòa không à, can của năm thì bình hòa, mạng thì khá tốt, vận niên khá tốt, cho nên là can chi sao hạn đều tốt, sức khỏe không có gì đáng lo. Tuy nhiên với tử vi và kình dương lưu hạn thì nên cẩn trọng những cái việc sắc nhọn, những cái vật sắc nhọn. Nếu có bị tai nạn thì cũng không có đến nỗi nào, chỉ là trầy xước, phòng bệnh nặng tay chân, cho nên là sức khỏe cũng không có vấn đề với một cái năm như thế này. Như vậy thì đã tổng hợp xong, anh đã tổng hợp xong cái tử vi cả năm của cái người canh thân nữ mạng đối với cái năm Kỷ Hợi 2019 thì có khá nhiều điều tốt đẹp, nhất là phần công ăn việc làm và bổn mạng. Tuy nhiên gia đình thì có chút rắc rối, hy vọng rằng các em biết được những cái thông tin này mà đề phòng mà cẩn thận cái việc gia đạo của mình. Trải qua người canh thân thì rõ ràng là các em là như đấy, không rung cây mà nhát khỉ thì không được. Các em thì rõ ràng là tính xa trông rộng, khó có việc nào mà làm khó các em, chủ yếu là về mặt tình cảm. Thì anh cũng làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em thì nó sẽ ra sao. Thì hôm nay thì cũng đã là mùng 10 tháng 2 rồi, nó cũng có cái dở, tuy nhiên là có còn hơn không ha. Anh bỏ hết tháng giêng tháng 2 rồi thì bây giờ cũng có còn hơn không. Đầu tiên hết thì tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần là một tháng hỏa, thì cái tháng Bính Dần và tháng giêng các em đã trải qua rồi, anh chỉ nhắc lại thôi. Nó có những tốt hay đẹp gì đó thì tự các em nghiệm ra. Thì mệnh là của các em là mệnh mộc. Như vậy là mộc sinh hỏa, bổn mạng là sinh xuất tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Thiên can là chữ bính, nó khắc chữ canh. Thiên can bị tháng tương khắc, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng đến pháp luật. Mới đầu năm vô mà thấy chưa gì là thấy phê phê rồi ha. Thân với dần, dần thân là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi nhau. Gia đạo khó yên, nhiều điều không thuận lợi trong các mối quan hệ làm ăn. Khởi đầu một năm khởi đầu của năm Kỷ Hợi là một tháng đầy xung khắc với tuổi của các nàng. Hèn chi là các nàng cứ hỏi tại sao anh không làm canh thân, rất là nhiều người nhắn cho anh sao chưa gì em gặp chuyện xui không. Thì rõ ràng là với những xét về ba cái trụ này thì rõ ràng là cái tháng giêng không tốt đẹp, dù rằng ở đó là người ta gọi là tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng mà có vẻ như là không như là các nàng mong muốn, đúng không? Tiếp tục là tháng 2, tháng Đinh Mão, thì tháng Đinh Mão cũng là một con hỏa. Các nàng cũng như vậy, mệnh cũng giống tháng 1 là mộc sinh hỏa, bổn mạng sinh sức tháng. Cẩn trọng cái bệnh nạn bất ngờ, mà khi mà bổn mạng bị sinh sức tháng thì cái phúc tinh và thời tinh nó yếu đi. Như vậy sẽ không tốt đẹp cho cái bổn mạng và cái sức khỏe của mình. Thiên can chữ canh với chữ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và bằng tử vi. Tuy nhiên canh thì thuộc kim, đinh thì thuộc hỏa, cho nên là thuộc dòng tương khắc ha, hỏa nó khắc kim, cho nên là công việc cũng không có ngon lành. Tháng 2 hôm nay tới ngày 10 rồi, mọi người cũng cảm thấy là nó không tốt đẹp, nhưng nó đỡ hơn tháng giêng. Địa chi thì thân mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho là ok, công gia đạo cũng tốt đẹp đi ha. Dù gì đi nữa tháng 2 thì mình trải qua 10 ngày thì bổn mạng mình có yếu đi một chút, thì cộng với lại cái thiên can công việc nó vẫn chưa tốt đẹp, tuy nhiên gia đạo không có vấn đề, là còn là ok đi ha. Tiếp đến đó là tháng
Mậu Thìn, tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn thì là tháng Mộc. Như vậy mệnh Mộc đồng hạt, bản mệnh và sức khỏe ok, không có vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can Canh Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh thì thuộc kim, mậu thì thuộc thổ, cho nên là thuộc thiên can, nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh nhập, thổ sinh mộc, quên lộn, thổ sinh kim, canh kim lộn. Có thể là có tài lộc ở trong công việc làm ăn, khởi xướng tốt đẹp, tuy nhiên không to lớn. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn, thì người ta nói tam hợp đem lại may mắn, không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Với cái tháng 3 thì tốt đẹp hơn nhiều ha, đối với tuổi Canh Thân. Với cái mạng như thế, cái mạng thì đồng hè, thiên can thì được sinh nhập về mặt trạm âm ngũ hành, địa chi thì thuộc nhóm tam hợp, có thể nói là tháng 3 bắt đầu là cái sự tốt đẹp nó đến với tuổi của các em. Hy vọng rằng là với cái tốt đẹp của tháng 3 cộng với cái cả năm tốt đẹp thì sẽ sinh được tài lộc nhiều. Tiếp đến là tháng Kỷ Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi, thì tháng Kỷ Tỵ thì cũng tiếp tục là mộc. Như vậy thì mệnh cũng giống như tháng 3 ha, đồng hàng mộc, ok, sức khỏe tốt. Thiên can Canh Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như cũng giống như tháng 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 3 thì canh thì thuộc kim, mậu kỷ thuộc thổ, cho nên là thuộc sinh nhập thổ sinh kim, tốt đẹp cho công việc và một chút tài lộc, ok, 2 tháng ngon lành về tài lộc. Địa chi Dần Thân Tỵ Hợi, thân tỵ ở sát nhau trong tứ hành xung, tuy nhiên cặp địa chi này cũng là lục hợp trong địa chi, đem đến nhiều may mắn cho công việc và gia đạo. Như vậy thì tháng 3 và tháng 4 là 2 tháng cực kỳ tốt đẹp đối với tuổi của Canh Thân nữ mạng. Nó khá giống nhau, một cái ở trên địa chi lục hợp, một cái ở dưới địa chi, ở trên là tam hợp, ở dưới lục hợp, mạng thì cùng hàng, thiên can thì được tương hợp và nạp âm ngũ hành, tốt đẹp ha, ngon lành ha. Đây là 2 tháng mà có thể nói là không tốt đẹp cực kỳ cho bộ mạng của các em, đó là tháng 5 và tháng 6. Từ gì tháng 5 và tháng 6 thì 2 tháng này thì đều là thuộc thổ, như đã nói là 2 tháng này là cực thổ, vượng thổ nhất của năm Kỷ Hợi 2019, mà thổ vượng thì không tốt cho người bệnh mộc. Tại vì như vậy xét tháng 5 là mệnh thổ, là mộc khắc thổ, bản mệnh của các em tương khắc tháng. Như vậy thì không tốt đẹp về mặt sức khỏe, các cái phúc tinh và tài tinh sẽ bị mất đi tác dụng. Thiên can chữ canh đó thì cùng hàng can giống nhau, cho nên là tốt đẹp cho công việc, tiếp tục là sinh tài lộc. Địa chi ngọ thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Người ta nói con khỉ nó cởi trên lưng con ngựa, cho nên là có thể nói là tốt đẹp. Tuy nhiên là phần bổn mạng thì các em nhớ cẩn thận cái tháng năm này, với thổ nó tương đối là vượng. Rồi tháng 6 thì cũng vậy ha, mệnh là thổ, Tân Mùi, tháng 6 là tháng Tân Mùi, như vậy là mệnh tiếp tục là mộc khắc thổ, bổn mạng của các em tương khắc tháng, không tốt đẹp. Thiên can là Tân Canh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân Canh thì thuộc kim, nó cũng giống như là cái tháng năm, công việc làm ăn nó cũng tương đối tốt đẹp, không có việc gì. Thân với Mùi thì tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy là tháng 5 và tháng 6, tháng Canh Ngọ và tháng Tân Mùi thì các em cần chú ý nhất là phần sức khỏe của mình với cái bộ mạng tương khắc của tháng. Tuy nhiên đó là nó cũng không quá lớn lao đâu, chừng nào mà thí dụ như các em mệnh thủy mà gặp thổ nó khắc thủy thì nó mới tai tua hơn. Còn dù gì đi nữa thì các em khắc cái bụng, khắc cái tháng, thì nếu có bệnh nạn hoặc là có bị qua ba quẹt tai nạn hay là bị như gì đó thì nó cũng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến bộ mạng của các em. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em, cộng với lại cái tử vi nhiều tốt đẹp ở trên, thì hy vọng rằng là
các em đã trải qua cái tháng có thể nói là trong xấu nhất trong 6 tháng đầu năm, đó là tháng Bính Dần, tháng Giêng. À, còn những tháng sau thì tương đối nó khá tốt đẹp, nhất là tháng tư, tháng 3 và tháng 4, với nhiều, rất là nhiều cái sự tốt đẹp. Như vậy, hy vọng rằng với cái thông tin như thế này, các em biết mà cương nhu trong làm ăn, tốt đẹp trong cái năm nửa năm đầu của năm Kỷ Hợi. Nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Canh Thân được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy cũng như vận hạn của các tuổi, có thể là của bạn hoặc là người thân của bạn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.